Ngày 3 tháng 6, Công an tỉnh Trà Vinh đang tiến hành xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi chặn xe cấp cứu đang chở bệnh nhân, dùng vật giống gạch đập vỡ kính phương tiện. Theo nội dung được đăng tải, một thanh niên cầm ghế chạy ra chặn đầu xe cấp cứu, dọa đánh tài xế nhưng được một phụ nữ can ngăn. Trước đó, thanh niên trên cùng hai cô gái đang chạy xe dàn hàng ngang trên đường. Cùng thời điểm xe cứu thương chở bệnh nhân cấp cứu phải thở máy từ bệnh viện Chợ Rẫy về bệnh viện Thiên Ân tại Trà Vinh, tài xế xe cứu thương đã hú còi xin nhường đường, tuy nhiên lúc này nhóm trên đã ngăn cản. Thanh niên mặc áo trắng đội mũ đeo khẩu trang đã đuổi theo chặn đường, dọa đánh tài xế. Đỉnh điểm, người này đã cầm vật giống gạch ném vỡ kính của xe cứu thương. Đại diện bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tỉnh Trà Vinh xác nhận, vụ việc xảy ra vào ngày 31 tháng 5. Khi đó tài xế xe cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đưa một bệnh nhân lớn tuổi về bệnh viện Đa khoa Thiên Ân để tiếp tục điều trị. Khi đến đoạn đường ngang bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì xảy ra vụ việc. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh điều tra làm rõ.